Và Cẩm Thiên TV đã đến tới hòn đảo xinh đẹp Mallorca. Cả nhà đã đến với sân bay và cũng như là em Tiên đã có mặt tại Mallorca. Xe đồng hành cùng với các anh em trong chuyến đi Mallorca du lịch vòng quanh châu Âu. Hello, thank you. Okay. Mình sẽ còn ghế nhà hả cây em? Số 2F. Đây đây. Hiện tại là em Tiên và Caramel đang chuẩn bị hạ cánh đến Mallorca rồi nha cả nhà. Và cả nhà đón xem một nhân vật rất là đặc biệt ở trên kênh sẽ xuất hiện nha. Và em Tiên cũng rất là hơi lo lắng là bởi vì tình hình ở Việt Nam của mình hiện tại đang rất là căng thẳng về bão Yari. Nên là hy vọng là cả nhà đến thời điểm bây giờ vẫn rất là an toàn và không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà hy vọng là cái clip này thì em Tiên lên đó thì là cơn bão đã qua rồi. Và cả nhà cũng đã có một cái những cái ngày tránh bão thật là an toàn nha. Tại lên thì đã xuống máy bay rồi và đã đang đặt chân tại Mallorca rồi, nhưng mà bây giờ phải dùng xe trung chuyển để đi vào cái bên trong của sân bay nha cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với sân bay và cũng như là em Tiên đã có mặt tại Mallorca. Sau khi đã lấy hành lý rồi thì đây là cái bước cuối cùng mà chúng ta trước khi ra khỏi sân bay sẽ phải làm, đó chính là lấy xe nha. Thì tùy theo nhu cầu của cả nhà có sẽ đặt xe trước hoặc là có thể đi ra khỏi sân bay rồi đặt xe ở ngoài tư nhân. Tuy nhiên là em Tiên và Caramel thường sẽ đặt xe tại trung sân bay và lấy tại đây luôn để cho nó có tính an toàn và cũng có cái mình cũng mua luôn cả bảo hiểm cho xe và nhiều thứ khác nữa. Thì đây là một cái khu vực mà em Tiên sẽ lấy xe tên là OK Mobility. Và bên kia cũng là một cái Gold Car, phía sau cũng là Gold Car và những cái hãng xe khác để mình có thể thuê xe và lấy xe. Thì ngoài cái việc đợi hành lý để lấy hành lý ra thì bây giờ đây là cái bước mình cũng phải đợi để có thể được giải quyết và được lấy xe. Ở trên tay em Tiên đang cầm là cái giấy tờ của mình rồi, mình cần phải in nó ra để cầm trên tay và sau đó là mình sẽ đến lấy chìa khóa xe và chuẩn bị. Wow, rất là đông khách luôn cho nên là mình phải đợi đó. Rồi sau khi lấy xe mất đợi mất 45 phút cả nhà, 45 phút xếp hàng mới được chiếc xe cho bây chúng ta sẽ đi ra bãi đậu xe chúng ta và xem cho xe chúng ta hôm nay được xe gì nha. Bởi vì hôm nay vui là được xe nâng cấp. Xe nâng cấp nó cùng giá nhưng mà nâng cấp ấy. Tại vì hỏi em câu là bạn muốn thích xe to hay xe nhỏ? Đương nhiên xe to rồi, không lấy thêm tiền. Vậy thì mình sẽ cùng tiến ra xe của mình thôi. Let's go. Cả nhà có biết không, mình đang vẫn ở trong tòa nhà để mà thuê xe đó, mình phải lên tầng thứ hai mới có. Tại xe sao mới đi lên lầu vậy? Bởi vì ở đây rất là nhiều khách du lịch cho nên là những hãng thuê xe đó là họ phải thuê bãi trên lầu luôn đấy. Có nghĩa là xe mình đậu ở số bãi biển số 72 thì chìa khóa họ đưa cho mình, cho mình đi tự đi ra số 72 và trên lầu 2. Thế như là ngoại bên thôi rồi. Em Tiên và Caramel đã đến được cái tầng thứ hai của cái bãi xe của tòa nhà tại sân bay rồi.
và đây là toàn khu vực của công ty OK Mobility thuê bãi để có thể đậu những chiếc xe. Và mình sẽ đến cái bãi số 72. Phải không Caramel? 72 đúng không? Đây đây. Cũng như em Ti đã nói là tầng ở dưới hoặc là có thể tầng thứ 3 sẽ là một cái công ty khác, cho thuê bãi, nhưng mà giống như là rất là dễ tìm kiếm luôn. Ví dụ như mình dựa trên cái tên của công ty và số lầu thì mình sẽ tìm ra được cái số xe của mình nha. Đây là 79 rồi nè. Đây 72 bên đây. Đó là họ đậu xe rất là gọn gàng, ngăn nắp luôn. Là mình vô thì mình chỉ việc lấy xe thôi. Wow, sao chiếc xe của mình bự quá vậy Caramel? Nè, xe bự quá trời luôn. Ôi trời ơi. Ui. Xe này mà đi road trip thì còn gì bằng. À. Đây là em xe sẽ cùng đồng hành cùng em Tiên, Caramel và cũng như là hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nha. Nhân vật này rất là bí mật, nhưng mà khi mà có lẽ khi cả nhà coi tiêu đề thì sẽ đã biết là nhân vật chính của chúng ta là ai rồi. Không. Nhưng mà vẫn là trong clip này vẫn là trong vòng bí mật. Ta-da! Và chào mừng cả nhà hãy đến với chiếc xe đồng hành cùng với các anh em trong chuyến đi Mallorca du lịch vòng quanh châu Âu. Tiếng cái xe này hiệu gì không? Giới thiệu dữ vậy? Quá dữ. Ôi xe bự quá. Kem xe chuyến mã xe đồng hành chúng ta ngày hôm nay sẽ là không phải là bạch mã mà sẽ là hắc mã công tử. Đó. Em xe này á rất là bự. Và có thể là có sức chứa được rất là nhiều vali cũng như là số người ngồi trong nữa. Và cái khoang bên trong rất là sạch sẽ luôn. Caramel có thể quay cho cả nhà xem không? Khi người ta giao xe cho mình á, là người ta sẽ giao xe rất là sạch sẽ như thế này nè. Vệ sinh ngăn nắp và không một kỳ một cái rác nào hết, hoặc là dơ bẩn nào hết. Phía sau xe cũng rất là rộng nè. Ui, góc nhìn của em tìm từ khúc này vô là nhìn đã thấy rất là rộng rồi. Ở đây là cái phần sau của cốp xe của mình. Phần sau của cốp xe của mình á sẽ đựng được vali to nè, hai ba cái vali to luôn và những cái túi xách nhỏ ở đây thì rất là thích hợp. Quan trọng là cái gầm SUV nó cao nè. Đó, nó cao là mình thích đi thì mình không có va quẹt đâu. Thế mình okay, sẽ lên mình... xe nói chuyện rồi mình sẽ giới thiệu được xe cho cả mọi hết. Dạ đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lái ra khỏi bãi đậu xe của sân bay nha. Bãi đậu xe của sân bay Mallorca thì cũng rất là to và sạch sẽ nữa, gọn gàng. Xe này là chúng ta cũng sẽ có camera 360 độ, camera lùi, camera tiến đầy đủ luôn. Và camera kể cả coi xung quanh xe. Cho nên là cái hành trình chúng ta đi ngày hôm nay sẽ rất là an toàn và vui. Lần đầu tiên mẹ em Tiên đã có mặt tại Mallorca rồi, trong lòng thật sự rất là phấn khởi cho chuyến hành trình này, rất là vui luôn, bởi vì là không những chỉ có em Tiên và Caramel mà cũng có hai nhân vật chính của chúng ta nữa. Thật sự rất là nôn nao, nhưng mà thật sự cũng đang bây giờ cũng đang rất là lo lắng luôn cả nhà, bởi vì là hai anh chị vẫn chưa có thể lên được máy bay và chuyến bay cứ bị hủy và delay, bị hủy vì delay do cái bão Yari đó. Thì đúng là về cái sự an toàn thì chúng ta nên là để theo thuận theo tự nhiên để cho bão nó gọi là không có quá lớn thì chuyến bay nó mới thuận lợi bay được, thì chuyến bay sẽ được an toàn hơn. Thì cả hai anh em và cũng như Tiên và Caramel thì cũng rất là lo lắng cho hai anh chị, nhưng mà hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn thỏa nha. Và cũng như là khi mà cả nhà đã thấy chiếc video này lên thì có nghĩa là lúc đó là mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió rồi. Cả nhà ơi, lần đầu tiên mình lái thử chiếc xe Linko, là Linko bắt đầu là ra đời 2016, là hãng này là hãng có chủ là Geely, có nghĩa là công ty của Trung Quốc, là cũng là chủ lớn nhất của Volvo, có nghĩa là Volvo kết hợp với Geely là sản xuất một mẫu xe mới tên là Linko. Đó, và chiếc xe này là có nhiều cái hệ thống bên trong đây là phụ kiện tương tự như là Volvo. Vô lăng rất là nhẹ. Mà xe xăng có hybrid nữa. Và cái màn hình này thì mình xử lý thì cũng rất là đơn giản chứ không có khó. Mà bấm vào chiếc home sau đó thì là bấm GPS xong chỉnh đồ đấy, nhưng mà nhìn nó hay buồn hay tối cho nên là nhìn nó không có bắt mấy.
bởi chiếc xe Lincoln này nó không có mắc, bởi xe đổi giá trung bình, nhưng mà mình thích cái là cái gầm xe này rất là cao ấy, là đi xuyên Mallorca rất là phù hợp. Và cái bộ loa Infinity này nghe cũng ok. Không tin thử nào. Thôi mất khoảng tiền. Vậy à, chúng ta tiến về khách sạn nha. Và khi thuê xe ở đây này mình đặt qua trên mạng trước nhé. Rồi sau đó thì trả tiền xe. Xong rồi sau đó thì bảo hiểm thì mình sẽ mua tại công ty. Và giá tiền xe thì rất là rẻ. Nhưng mà so sánh với tiền gọi là bảo hiểm thì bảo hiểm là gấp đôi cả nhà. Ví dụ là thuê xe là hạ mất 400 euro chẳng hạn, nhưng thì bảo hiểm thì lại gấp đôi 800. Tại sao chúng ta phải mua bảo hiểm? Tại vì cái câu hỏi lớn ở đây là tiền thuê xe chỉ có một phần thôi, mà tiền bảo hiểm tới gấp đôi lận. Tại sao mình phải cần phải mua bảo hiểm cho chuyến đi và cho chiếc xe? Thì bây giờ giao thông thiết là mình không phải là ở đây đất lạ xa nhà. Rồi là khi mà có chuyện gì xảy ra thì là bảo hiểm lo cho mình hết, mình sẽ không có trả một đồng xu nào khi xảy ra tai nạn. Chứ các em mình có thể đi ba quẹt ở cái cột điện làm gì đó, bắn xe bị thùng nổ, gọi điện cho công ty đến sẽ xử lý cho mình. Mà tất nhiên là không phải là mua bảo hiểm thì có thể là chạy tông xe rồi này kia thôi, thực sự là sự cố thôi đúng không? Chứ người ta vẫn phân tích được là do tai nạn hay là do từ cố ý mà. Mà thường thì tai nạn nhưng mà người ta khó phân tích, nhưng dù sao mình sẽ không đóng tiền một đồng xu nào như vậy khi mà xảy ra. Nó được bảo hiểm có cái này, còn có nó có bảo hiểm khác nữa. Nhưng bảo hiểm mình mua là super safe rồi, là đắt nhất rồi. Nó sẽ bây giờ là phía của mình về đây trước khi mình thấy biển này kìa, mình thấy mấy cano đang chạy kìa. Đó, và mình sẽ đi tìm kiếm về cái khách sạn. Wow, ở đây cái camera mình có thể thấy được cái nguyên chiếc xe này rất là rõ nha, như kiểu là chế độ 4K 60 fps rất là rõ luôn, mặc dù chiếc xe màu đen nhưng mà trên camera lại là chiếc xe màu trắng, thật là ảo. Hơi sai, cái này hơi sai bởi vì là nó không bằng camera của xe Mac. Xe Mac nó thực tế hơn. Nhưng mà nhìn chiếc xe này thì mình đã bảo nó giá tiền chung cho nên là nhìn nó ok. Thích cái là nó gầm nó cao mà đi 4 người rất là thoải mái nữa. Để đợi thì hai đứa em sang đây thì mình sẽ đợi ra đây đón họ. Tại sao bảo Yari là ảnh hưởng hai người bạn đồng hành của chúng ta? Có phải là hai người đó đến từ Việt Nam? Việt Nam. Không biết là đến tới đây mọi cả người... nhà đã đón được chưa nhỉ? Nếu đón được thì comment, còn nếu chưa đón được thì xem những video tiếp theo. Ok, mình sẽ không nói ai đâu. Nhưng mà thumbnail đã có hình. Không, để gì nữa. Yeah. Ok. Người bí mật. Người bí mật sẽ được bật mí. Người bí mật là bí. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái khách sạn của chúng ta nha. Cái kiến trúc bên đây á, nhìn giống như là nhà chung cư với nhau chứ nhau nhỉ. Gọi là thường á, là châu Âu, Bắc Âu á. Bên Bắc Âu thì sẽ xây bằng kiến trúc bằng gỗ này kia. Còn bên này mình sẽ nhìn thấy là những cái tòa nhà chung như là chung cư như Việt Nam chúng ta ha. Cái này là không phải là chung cư mấy, là thường nó là khách sạn nữa. Hoặc là apartment ấy, căn hộ cho thuê. Khách sạn dưới là khu bán đồ ăn, cắt tóc, tỉnh tóc, rồi là siêu thị, rồi mini, đầy đủ ấy. Mình ở khu vực này cũng là nhộn nhịp lắm luôn ấy. Tại vì ở thành phố, ở đảo Mallorca này nó có thủ đô của nó cũng là thành phố lớn, tên là Palma Nova. Thì mình chạy ở đó đi bộ cũng được, nói chung đi bộ cũng được, có mấy cây số thôi. Trước mắt chúng ta là cũng đã là biển rồi, cho nên cả nhà sẽ thấy những khách du lịch họ sẽ đi dọc hai bên đường này, có thể cũng sẽ mặc bikini đi vào biển này kia. Nên là đây là thành phố biển rồi, cái không khí biển rồi, quá đã. Chưa gì đã thấy quá trời người đẹp, trai đẹp, gái đẹp. Tại vì nói chung một câu là hòn đảo Mallorca này chính là viên ngọc của Địa Trung Hải cả nhà. Đã có tiếng từ thời xưa đến giờ rồi. Cho nên đây là rất là nhiều khách du lịch đến khắp thế giới đến đây. Khi mà đã đặt chân đến châu Âu là hầu như là phải có check in này một lần. Mà đây là mình đi vào tháng 9 đó nha. Đi vào tháng 6, tháng 7 thì thôi rồi, xe chắc không có chạy vô trong khu vực này luôn. Đi cuối mùa nhưng mà vẫn 30 độ nha cả nhà. 30 độ.
Mình bây giờ khi bãi đỗ xe để mình đi vào cái khách sạn mình vừa rồi mình chạy qua là không có chỗ bãi đỗ xe luôn, tại vì là ở nhà để đợi 45 phút mới chiếc xe ra, không biết là họ chiếc xe ở đây họ thuê xe bao nhiêu là ngàn chiếc xe hoặc là chục ngàn chiếc xe, kinh khủng lắm. Em tìm nghe nói là ở đây cũng có bãi biển tắm tiên, nghĩa là không có mặc quần áo đó cả nhà. Không mặc quần áo đâu. Ồ. Ai mà thích tắm tiên không mặc quần áo thì là đến đây nhé cả nhà. Tiên không đến nó tắm nhưng tiên đến xem được không? Nó xem được. Cho tiên đến xem đi. Ok cả nhà, đây là hành lang ở ngoài khách sạn nhé. Khách sạn là nhỏ bé xinh xinh. Và đây phòng của Tiên đi. Đây ngủ đây. Từ phía phòng Tiên vô đó thì sẽ thấy cái giường luôn. Như thế này. Đó. Thì là mình ở trước mặt biển luôn. Cho nên là cái khách sạn nó sẽ không có được to đâu nha cả nhà. Cái này cháy nhà không biết mình chạy ra cái gì đấy. Đó. Đồ. Ban công thì đây thường á mình sẽ thích hay ở ban công, vì cái tắm biển xong á mình sẽ về mình giặt đồ á. Mình sẽ chiêu đồ ban công mà quần áo đây nè. Đó, thì từ cái ban công em đi nhìn ra là thấy cái biển và cảng cũng rất là nhiều tàu du thuyền ngoài kia. Ừ, có nhiều du thuyền. Du thuyền quá là đang nghe kìa. Đứng ở đây á mình đứng thấy người ta đang làm khách. Đây là cái toàn bộ khuôn viên cái chỗ khách sạn Tiên ở ha. Dưới có một cái hồ bơi bé xinh xinh nè. Mình nhìn xuống mình sẽ thấy mọi người tắm biển. Và cả nhà cũng thấy là ở dưới những cái tầng dưới á, là họ sẽ phơi quần áo, đồ bơi này kia đó. Nên là thường mình rất là thích là ở có ban công thì về mình giặt đồ xong là mình sẽ phơi luôn. Đẹp. Wow, cái view rất là đẹp luôn kìa. Nhìn xa xa là nhìn thấy những cô nàng và những đàn trai mặc bikini, đồ bơi, đi tắm biển rồi chơi bóng chuyền, cũng gỡ với nhau. Từ đó mình có thể thuê tàu được đi ra biển luôn đấy. Mà đó mình thuê tàu ấy. Mà quan trọng là và cái bãi biển trước mặt luôn. Cái view này đặc biệt là nhìn ra một cái là thấy được cảnh luôn. Hay thiệt, có nhiều thương. Nhiều khi mình ở khách sạn cái view sẽ bị khuất lên phía biển. Nhưng mà cái khách sạn này rất là hay. Hầu như là toàn bộ những cái phòng ở đây đều có thể nhìn ra biển được. Và đặc biệt là cái công viên này Tiên nè. Ở bên kia mình cũng sẽ có một căn hộ giống như là cũng ở khách sạn đối diện nè. Còn xung quanh là tại khách sạn với cả căn hộ thôi. Nhưng mà khi mình nhìn hoặc nhìn đi ngang qua mình sẽ nhìn nó giống như mình sẽ thấy giống như là những căn hộ apartment vậy đó. Thì theo cái cả nhà đã quen thuộc với cách đi du lịch, dù là du lịch châu Âu hay trong nước hay ngoài nước, thì em Tiên và Caramel luôn hướng tới là cái du lịch là thoải mái, tiết kiệm về chi phí và cũng như là kinh phí. Thì là đây là một khách sạn gọi là giá là bình dân, thì là mình chỉ cần đi và bước chân thôi ra biển. Còn nếu như mà cái nhà thích một khách sạn xịn sò mà gọi là chất lượng, gọi là nhìn vô một cái wow, thì phía mặt biển này cũng sẽ có một cái khách sạn rất là to và rất là lớn. Chỉ cần đi chút xíu là đã, cũng đã ra được ngoài biển rồi. Thì cái giá thì như vậy nó sẽ đối lập với giá tiền sẽ cao hơn nha. Đó là tùy vào nhu cầu du lịch cũng như là nhu cầu đi lại và ăn uống của mình đó. Hiện tại bây giờ em Tiên đã có mặt tại biển rồi và hiện tại là đang muốn nhảy xuống tắm lắm luôn rồi cả nhà ơi. Nhưng mà bây giờ có thật mới vượt được đạo. Bây giờ hiện tại đang là 5 giờ chiều rồi hả Caramel? 6:30. Ôi, 6:30 rồi nhưng mà trời cũng vẫn rất là sáng, vẫn còn nắng nha. Và hiện tại Mallorca tại Tây Ban Nha thì bây giờ đang rất là thời tiết rất là đẹp luôn. Có một chút xíu nắng và hơi chút xíu nhiều mây một chút cho nên là cái ánh nắng nó vẫn dịu hơn. Nhưng mà ngày mai có vẻ là ngày mai sẽ là một ngày bừng cháy. Ngoài cái việc là đón tiếp hai nhân vật chính của chúng ta thì là một cái ngày đó sẽ là một cái ngày đi chơi thỏa thích và cũng như là trải nghiệm nhiều cái hoạt động khác nhau nữa. Và cả nhà hãy đón xem nha. Và nhân vật đó là ai và hoạt động gì tại đất nước Mallorca này nha. À, phải, tại hòn đảo Mallorca xinh đẹp này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn thôi. Mình sẽ kiếm một cái khách sạn in lộn sẽ kiếm một cái nhà hàng nào đó để mình ăn nha. Thì nói qua cái khu vực chúng ta ở là cách thành phố lớn nhất Palma Nova khoảng mấy cây số, tại vì nguyên dọc cái vùng biển này là họ
con đường lớn là nối kết với nhau kiểu kiểu như Nha Trang đấy. Ừ. Có điều là nó dài hơn Nha Trang thôi, nó kiểu vậy đấy. Thì khu vực chúng ta đang ở này là dưới miền Nam, và ở đây cũng rất là nhộn nhịp nữa. Và nếu mà tối đi đi đến thủ đô chơi thì nó rất là gần, đi xe tầm khoảng tầm 10 phút là đến. Hiện tại bây giờ là 6 giờ rưỡi giờ địa phương rồi, tối, nhưng mà hiện tại cũng đang rất là nhiều người đang tắm biển nè, cũng đang tham gia các hoạt động như là chạy cano hay là thuê thuyền đi ra ngoài biển khơi. Đó, vẫn còn rất đang rất là nhộn nhịp luôn. Nhưng bây giờ em Tiên và Karame sẽ đi ăn nha. Mình sẽ đi đến một cái nhà hàng tên là Cafe Del Sol. Nhà hàng mà chúng ta sẽ đi ăn và thưởng thức ngày hôm nay nha. Cái nhà hàng này chúng cũng có cái phần Sky Lounge ở phía trên luôn. Hai là phía dưới công viên nè, là cũng rất là nhiều chỗ ngồi. I want to one table for two person. Are the restaurant up this or down? Is there up? Do you have this table outside? Because this table big, you have a lot of reservations. Okay. I try to find the best table. Okay. Okay. Yes. Đây, không gian trong đây cũng rất là thoáng, dễ chịu, và cái lối đi lên trên lầu 2. Hello. We are two. You two. Yeah, yeah, we are two. Table for two. Yes. You want to sit in the lounge and get smoke or no smoke? No, we will not smoke. Yeah. Can we sit over there? Okay. Cái bàn ấy người ta đặt rồi. Rồi. Mình sẽ ngồi đây nha. Không sao, ngồi đây thì mình vẫn có thể nhìn được biển ở phía dưới nè. So I want have a spaghetti carbonara. Then. Carbonara. Yeah, pasta. And this one grilled mixed kebab. Yes. And with drink. And we have Mai Tai. And you? And one amaretto colada. Okay, that's it. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Bây giờ mình sẽ đợi món ăn của mình nha. Thấy là giá đồ ăn và nước uống ở hòn đảo này họ lấy như thế nào? Mặc dù là đây là một cái hòn đảo đắt đỏ và cũng là hòn đảo viên ngọc của châu Âu, nhưng mà cái giá tiền ở đây thì cũng rất là phải chăng. Ví dụ những cái món mà đơn giản như salad, pasta hay là những cái món cơ bản thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng mười mấy euro. Nhưng mà những cái về hải sản nè, hoặc là về thịt đó thì tầm khoảng từ giá sẽ từ 16 cho đến tầm 28 euro nha, là maximum trong cái cuốn menu hồi nãy em Tiên coi. Còn về bia rượu á, thì là chúng ta sẽ có, ví dụ như đây là giá của bia nè, cho đam mê có thể quay cho cả nhà xem. Bia hoặc là các loại cider tầm khoảng 3-4 euro cho một chai hay là một ly, ly cối. Còn về những cái giá rượu hoặc là cocktail á, thì là cũng sẽ rơi tầm mấy euro thôi, 8 đến 12 euro tầm. Đúng rồi. Và đặc biệt là cái loại mà em, không phải là đặc biệt mà là cái mà em Tiên đã gọi uống ngày hôm nay á, là 12 euro nè, và caramel là 11 euro nè. Cho nên là, và cũng một điều đặc biệt mà em thấy, Tiên thấy mà đối với cuốn menu mà khi mà gọi món ăn á, thì trong cuốn menu đó sẽ có 5 ngôn ngữ khác nhau. Bởi vì đây là hòn đảo châu Âu, hòn viên ngọc của châu Âu, thì sẽ có rất là nhiều khách du lịch tới đây, thì họ chỉ cần mở menu ra họ sẽ có thể đọc được cái ngôn ngữ của họ và chọn món ăn rất là dễ dàng đó. Có nước nào nhé? Theo em Tiên nhớ là có Tây Ban Nha nè, Bồ Đào Nha nè, của tiếng Anh nè, rồi tiếng Hà Lan nè, rồi còn nước nữa không nhớ, tiếng Đức đó, là sẽ có 5 cái ngôn ngữ đó nha. Và đã nói đến Đức rồi thì cũng không có thể nào quên kêu gọi chị Ánh Cu ơi. Hy vọng một ngày chúng ta sẽ có một cái bữa gặp nhau tại Đức để thử uống bia với nhau nha. Cũng như là bây giờ thì mình cũng hy vọng là sẽ có một ngày hai chị em mình sẽ gặp nhau tại hòn đảo xinh đẹp Mallorca này nha. Wow, nhìn đã thấy tropical, có hương vị mùi biển này. Đây nhìn này nó, để có miếng thơm, miếng thơm tươi nè, cũng như là Việt Quốc nè.
Còn caramel á, là sẽ có một cái trái tầm bóp và Việt Quốc luôn. Bây giờ chào mừng Caramel và Cẩm Thiên TV đã đến tới hòn đảo xinh đẹp Mallorca. Xin mời cả nhà nha. Mình sẽ uống thử. Nhìn hấp dẫn quá. Từ đầu mũi tới giờ em Tiên cứ nói là ôi trời, bây giờ phải kiếm cái chỗ nào có nước đá để uống. Bây giờ mà không có nước đá là chị uống nổi. Bây giờ đã kêu một ly cocktail có đá rồi. Mùi thơm á. Đây là một đặc quyền của em Tiên, khi mà review đồ ăn là em Tiên sẽ được thử tất cả món ăn và tất cả đồ uống trước. Em Tiên mời cả nhà nha. Caramel ga lăng quá. Tiên trả tiền là được rồi. Rất là thơm. Nghe nói Tiên trả tiền tự nhiên mất tín hiệu nghe. Ok, caramel có thể uống thử nè, rất là thơm luôn á. À, đừng quên là chừa cho Cẩm Thiên TV trái này nha. Vừa thơm mà vừa nước dừa hòa với hiệp rum. Thử xem nè. Cũng thơm đúng không? Cái này đậm đà, có mặn. Mà cũng là đường nông. Đây là cái phần mà em Tiên kêu là đồ nướng ba loại khác nhau, là vừa có thịt bò nè, thịt heo, thịt gà nữa. Đó, ăn cái pho tương chiên nha, và có một miếng chanh vàng. Caramel là sẽ ăn pasta với lại giống như là bacon ha. Hôm nay mình ăn cái món này thôi chứ ngày mai mình thử món địa phương. Dạ. Món địa phương như thế nào thì mọi người sẽ biết nha. Dạ. Thì thật ra lúc đầu Caramel cũng đề xuất cho em Tiên ăn cái món cơm của địa phương rồi. Nhưng mà tại sao lúc đó là em nghi nghĩ là chắc là món cơm nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà tự nhiên nhìn qua bàn cái bơ, cái món cơm địa phương nó ngon thế cùng cái giá tiền này mà sao lại nhìn nó lạ. Nhưng mà cái này mình sẽ ăn thử nha. Đầu tiên là chắc cái miếng này là miếng bò quá. Đây, đồ nướng này. Tiên mời cả nhà nha. Thơm mềm lắm, chắc là bò đó. Để nha. Thịt rất là đậm đà, ăn cùng miếng khoai tây chiên. Đây. Bên cạnh đó là trong cái khay này á, cũng sẽ có những cái rau củ quả nướng cùng nè. Ớt paprika, ớt chuông. Còn này giống như là bí hay là Việt Nam mình gọi là cái củ zucchini á. Còn cái này là sẽ là gà nha. Ăn thử nha. Gia vị nó đậm đậm, thơm thơm, cái mùi lá này nè. Mẹ em Tiên không biết là lá gì. Đây, mời cả nhà nè. Cái phần gà rất là mềm. Cảm giác như là người ta chỉ ướp đơn giản thôi xong mà nướng lên á. Rồi mình sang thử cái phần heo nha. Đây là cái phần heo nè. Đây cái phần heo này giống như cảm giác như là họ là giống như là họ dông cái xúc xích á. Đúng rồi, cái này là trong cái cuộn xúc xích là caramel. Hàng gì sao mà thấy trong nó có cái nhân, vừa có nhân thịt vừa có thức mỡ nè. Ở ngoài thì có cái bọc bao bao bên ngoài thì giống như là xưởng của mình nhé. Mời cả nhà nha. Cái thịt này thì đậm đà, mặn mặn, thơm thơm. Cái này mình phải ăn kèm với lại khoai tây chiên thì nè, ăn nó mới vừa nha. Mời cả nhà. Bây giờ caramel để thử cái món của caramel đi. Ở đây chúng ta có đặc sản của hòn đảo Mallorca. Đây các gia vị như là những loại dầu, giấm dầu ngâm, rồi là aioli, rồi là muối nữa, muối biển nữa. Wow. Những cái này nhìn vậy rất là bắt mắt nhá. Ai mà thích nấu ăn nên là những cái khủ gia vị này nè. Rồi đặt thịt thà rất là đẹp.
cũng là đồ nướng khói, xông khói đây. Xông khói nha. Ừ. Hạt nhẹ. Yeah. Xông khói thì nhìn như... Thịt này là thịt khói, à, phơi khô đây. Đó. Thịt heo phơi khô. Cái này khô queo luôn á. Ừ. Chất lượng, chất lượng. Ăn này để răng á. Cái này ăn là phải thái thật là mỏng. Ừ. Muối, 5 loại muối biển. Đủ màu luôn. Bommel Bonnie, die Freunde mit den Bommel Bonnies. Ở đây là một cái cửa hàng mà người ta sẽ cho thuê xe để có thể chạy xung quanh cái hòn đảo này nha cả nhà. Mà điều đặc biệt ở đây là họ đi một cái dãy xe mà cho thuê đó là đều là xe Vespa luôn. Mà cái dòng xe này ở Việt Nam mình cũng rất là hot và cũng rất là mắc này. Đó. Chạy cái xe này mà đi vòng vòng giống như kiểu như ở Ý mà thuê xe là sẽ được thuê SH đó. Ở Ý là thuê xe SH Ý. Ở đây thì là Mallorca thì sẽ thuê Vespa. Đây là buổi đêm khi mặt trời xuống. Là ở ngay khu vực chúng ta ở thì có rất là con đường rất là đẹp, dễ thương. Có một tòa nhà to. Tòa nhà này là Mega Eagles, nó có nghĩa trong đây là một cái sân khấu này, dưới là một cái sân khấu vũ trường này. Đó. Rồi là bên kia thì cũng là một cái vũ trường luôn. Nào vô đây chơi thử xem. Còn giữa đường này là đường xe taxi chạy, còn bên bờ đấy là biển. Biển người ta đi dạo bộ đông quá trời luôn. Đó. Sau giờ thì là sẽ mặc quần áo đẹp để mà lên đèn, lên phố ăn uống. Phố lên đèn là mình lên đồ. Đó. Ở đây là vũ trường ấy tiên. Tối nào dắt bạn vô đây chơi. Đó, thấy chưa? À, đó, chưa? Ở đây chân thì dài lắm. Trong đó chắc có nhiều hoạt động. Không phải có hai hoạt động, đây có cái bên kia cũng có một kia. Tối nào phải vô đây xử. Đây là phía sau của cái tòa nhà Megaport này. Công an đến đây. Hôm nay thấy người ta bán áo này quá trời luôn. Không phải, thấy người ta mặc cái áo màu tím tím nè. Tím tím đấy là đội nào nhỉ? Không biết.
Vì tình hình bão nên hai nhân vật đặc biệt của chúng ta đã bị trễ chuyến bay và delay rồi cả nhà ơi. Và cả nhà cũng đừng quên là đón xem hai nhân vật này trên video tiếp theo nha. Và hứa hẹn các anh em sẽ mang lại những chiếc video thật độc đáo và cũng như là nhân vật thật đặc biệt gửi đến cho cả nhà nhé.